câu chuyện lúc lửa đến. Vào một ngày không sáng không tối, không mưa không trăng, không sao luôn. Có tiếng ếch kêu ọp ọp. Anh em lặn lội từ mảnh đất trẻ Thái Nguyên lên với Bắc Giang, nhưng đây là một vùng thôn quê. Đấy, đây chiếc xe thần thánh của anh em mình. Và như mọi ngày, buổi sáng thì đi cày cuốc bán hàng, còn buổi tối thì cũng là bán hàng cày cuốc, nhưng là một không gian khác. Đó là anh em lặn lội đi xem những chiếc xe tải cũ. Và ngày hôm nay là bác chủ, cách đây vài tháng trước thì bác ấy mua một con K3000 đời 2012 màu trắng. Và đến bây giờ thì đúng là mùa du lịch rồi, cho nên là bác ấy, ông anh trai bác ấy có cái mối là chạy xe khách du lịch, bác ấy muốn chuyển hướng, bác ấy muốn nhượng lại cho mình. Đấy, bác ấy muốn nhượng lại cho mình thì bây giờ đang ở cái, ở đây là một cái nơi mà không có tín hiệu GPS luôn. Đấy, bên trên là đường cao tốc, bên trên là đường cao tốc, đang ngồi đợi. Bây giờ 22:44 rồi, nếu mà thành công thì mình sẽ mua được con này và đi sang bên An Lão Hải Phòng mua thêm một con nữa. Đấy, đêm nào anh em mình cũng như vậy, như thế này thôi. Đấy, phải bán ngày bán ra vào bao nhiêu có xe thì buổi đêm phải đi cày cuốc để mua vào thôi, chứ nếu mà không có sản phẩm đầu vào thì cũng dở các bạn ạ. Ngồi chờ đợi thôi, đợi trở lại phúc, đợi bác chủ ra đây. Đây, xem nó được như lúc bán không. Anh cứ tắt bớt đi hả? Ai? Anh tắt bớt đèn. Đèn này không chế đâu. Tắt bớt đèn đi. Bây giờ về mình cứ cái nút này nút đéo gì. Tắt đi không tí nữa hết điện đấy. Con này chạy không phải nghĩ. Cái này đợt bán cho anh cách đấy lâu chưa? Hai tháng trước. Hả? Hai tháng trước. Hai tháng á? Tháng mấy nhỉ? Hai tháng trước, tháng 3. Tháng 3 đúng không? Tháng 3. Xem giấy tờ tháng 3. Tôi hỏi anh đấy, cá số này đang gửi lên này. À, cá hai bộ cá số này này. Ừ, vợ hỏi mà. Con này về có đâm va đâu không anh? Không, đấy mình xem biết thì xe mình chạy. Anh nhìn anh biết ngay. Hỏi tự giác. Để đấy. Đây về mà xong thì rút hồ sơ, ai bán ra ai rút hồ sơ luôn. Zin kính nó vẫn zin. Đây được bán cho những gì ạ? 30. Không, 120. Giấy, giấy mà. Lớp cái đêm này. Đạp vào không dụng ấy. Máy đạp bếp ở đây. Không phải của Hảo, con Hảo có biển 29. Con của Hảo biển 29 cơ. Con này khác. Đúng rồi. Con của Hảo biển 29 cơ.
em vừa livestream xong là ông ra ông xích luôn. Đứng trước ông ai chim mình giờ xem lại cái đúng rồi đúng rồi. Vẫn có mặt em đấy. Đúng rồi đúng rồi đúng rồi. Anh mình đứng vẫn đứng đang ấy đang phải. Nhá anh em nhá, thần lốc thần lốc thần lốc. Ok. Cướp trâu này. Đang đi thử số về số các thứ. Cả số lùi cả số tiến. Đấy. Đang xem tổng tài người là xem cột đấy. Xem cột kèo có nguyên hay không, khớp lối này còn zin hay không. Đấy, kính còn này, lóc này còn này, cabo này, cám này. Cái này đẹp mà. Đúng rồi, mình nhớ cái này rồi. Cái này máy zin. Thử thôi, đi thử thôi. Điểm thùng đẹp này. Đấy số này. Đi thử thôi. Đúng rồi. Chiều qua thì em nhớ rồi. Chỉ mong con này nó được như lúc đấy. Em vừa đánh ra cổng mỏ xong đang quay ông ấy vào trước. Thế ông nhìn thấy mình thì ông ra. Quay ra. Ông này vừa mới ấy mắt là vừa quay ra là mượn luôn. Đang hỏi đường. Ừ, đúng rồi, ông nhìn thấy mình luôn. Xong vào một lúc ông tìm cả bãi không thấy con nào khác thì. Có một con chim cá. Chào anh nhìn. Ừ. Về là tua được khá khá tiền rồi đấy. Ít lốp trước mòn hết rồi còn hả? Lốp mua như nào về vẫn điêu lốp trước. Em nói anh em chạy được con này, con này chỉ được tầm độ hơn 3.000. Đang bị ăn lịch bánh. Đúng rồi. Hơn 3.000. Bánh kia không còn một cái gì. Hơn 3.000. Đấy đang vừa đi kiểm tra. Nếu xác định là em định gửi lên cho anh ấy. Xong này em đi bảo dưỡng 4 cái bánh. Hai bánh trước hay hai bánh sau? Đấy đi. Hai bánh trước con đang ấy. Về để xử lý lại. Được. Tiến lùi được hết rồi. Đầy con, đầy con đến khi mà mình mua để kiểm tra. Nhưng mình chạy con này như thế nào này. Cho điều hòa chưa? Điều hòa là về tôi vừa bơm ga đấy. Mới bơm ga. Ok. Đấy đang ngã cái đường này cốt là 1A đấy. Cho bây giờ đi lối dưới đi à. Đây cái vòng đường áp an này anh vòng. Đã mua được xe nhá. Chốt rất là nhanh tại vì xe mình bán ra thì luôn rồi. Lăn quanh lượn vượn là chốt thôi. Bác ơi, đi lại lối này dần. Vâng vâng. Đấy, cứ trước đi. Thôi anh em về nhá. Anh về nhá. Đấy, chia tay em, chúng em lại đi Hải Phòng nữa cơ. Cảm ơn anh nhá. Thế thì ông là ông về ông làm tôi lại bán thằng khác là 30 ngọt. Ơi giời, cảm ơn. Gì đấy mày. Ngọt liệm đúng không? Cảm ơn anh em nhá. Bạn rất đẳng cấp. Mua bạn nó làm ăn được. Anh phải nói em mà du lịch bây giờ nó đang được. Rồi. Không phải nói một câu thế nhưng người ta không có cái gì trông mà xem. Còn bây giờ du lịch nó đang được. Nó đã dừng 2-3 năm nay rồi. Du lịch bây giờ đang kiếm ăn nên là con này mình nhớ rồi, con này đẹp. Con này là vừa về phát là bán ngay. Về phát là bán ngay. Đúng rồi. Mình bán, em bán, tay em bán.
Không, anh em chưa chắc đã nhìn thấy con này. Anh nhớ này nếu, là vừa vào. Nếu không, không có chân em không nhầm, con này của Thanh. Con này của Thanh. Nếu mà em không có chân chắc chắn em chưa nhìn thấy con này, tại vì là rửa phát để cổng mỏ anh quay luôn. Về vừa mới đánh bán luôn. Vừa mới đánh vào giữa bãi xong rồi thằng Đạt nó lôi ra nó ấy. Bảo cả nhà có con trắng thì là con thằng này nó lên nó mua mẹ mất, đúng không? Đúng rồi.